Chào mừng các em học sinh lớp 9 đã đến với buổi học trực tuyến ngày hôm nay. Cô nhắc lại về kiến thức bài cũ. Đây là sơ đồ giải thích lai hai cặp tính trạng của Mendel mà các bạn đã học ở bài 5. Bây giờ cô nhắc lại thí nghiệm này. Mendel lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng về hai cặp tính trạng tương phản. Vàng trơn lai với xanh nhăn. Vàng trơn có kiểu gen là A lớn, A lớn, B lớn, B lớn. Còn xanh nhăn có kiểu gen là A nhỏ, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. F1, ông thu được toàn vàng trơn có kiểu gen là A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Nếu lấy cá thể F1 có kiểu gen A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ lai phân tích thì kết quả của phép lai phân tích sẽ như thế nào? Các bạn quan sát vào sơ đồ lai cho cô. F1 là vàng trơn, lai phân tích với tính trạng lặn là xanh nhăn. Vàng trơn có kiểu gen là A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Còn xanh nhăn có kiểu gen là A nhỏ, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Trong quá trình giảm phân tạo giao tử, vàng trơn dị hợp về hai cặp gen nên cho các loại giao tử A lớn, B lớn, A lớn, B nhỏ, A nhỏ, B lớn và A nhỏ, B nhỏ. Còn xanh nhăn đồng hợp lặn về hai cặp gen cho nên chỉ cho một loại giao tử là A nhỏ, B nhỏ. Và kết quả của phép lai phân tích về tỷ lệ kiểu gen sẽ cho 1 A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ, 1 A lớn, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ, 1 A nhỏ, A nhỏ, B lớn, B nhỏ và 1 A nhỏ, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Về tỷ lệ kiểu hình là 1 vàng trơn, 1 vàng nhăn, 1 xanh trơn và 1 xanh nhăn. Có một nhà khoa học khác cũng thực hiện phép lai về hai cặp tính trạng tương phản, nhưng đối tượng nghiên cứu của ông lại là ruồi giấm. F1, ông lai phân tích thì kết quả của phép lai có giống như thí nghiệm của Mendel hay không? Tỷ lệ như thế nào? Bài học hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu. Chúng ta đi vào chủ đề nhiễm sắc thể tiếp theo. Phần E, di truyền liên kết. Bài học hôm nay có các nội dung chính như sau. 1. Thí nghiệm của móc găng. 2. Ý nghĩa của di truyền liên kết. Chúng ta đi vào thí nghiệm của móc găng. Móc găng là nhà khoa học nào? Bây giờ chúng ta cùng nghe tiểu sử về móc găng. Cha đẻ di truyền học hiện đại và thí nghiệm ruồi giấm nổi tiếng. Nếu Gregor Mendel được coi là cha đẻ của di truyền học cổ điển, thì nhà sinh lý học và di truyền học nổi tiếng của Mỹ, tiến sĩ Thomas Hunt Morgan, được coi là cha đẻ của di truyền học hiện đại. Với những đóng góp to lớn trong việc tìm ra yếu tố di truyền, ông đã tạo ra một kỷ nguyên mới trong di truyền học, xây dựng thuyết di truyền nhiễm sắc thể và đề ra khái niệm về gen. Ngoài ra, thì Morgan cũng để lại cho nhân loại nhiều công trình khoa học lớn, cũng như quan điểm rõ ràng về thuyết tiến hóa. Người đầu tiên thí nghiệm trên ruồi giấm. Thomas Hunt Morgan sinh ngày 25 tháng 9 năm 1866 ở Lexington, bang Kentucky, nước Mỹ, trong một gia đình danh gia vọng tộc. Ngay từ khi còn bé, Thomas Morgan đã thích thiên nhiên, sưu tầm trứng chim và xương hóa thạch. Năm 1887, Morgan tốt nghiệp cử nhân khoa học ở Đại học Kentucky và vào làm ở phòng thí nghiệm vùng biển ở Annisquam. 3 năm sau thì Morgan bảo vệ luận án tiến sĩ về bào thai học của con nhện biển ở Đại học Johns Hopkins. Năm 1891, khi mới 25 tuổi, ông đã trở thành giáo sư ở trường Đại học Tổng hợp bang Columbia ở Mỹ. Trong thời gian đầu nghiên cứu di truyền ở khoa sinh vật Đại học Columbia, Morgan chuyên nghiên cứu về phôi sinh học thực nghiệm. Sau đó thì ông chuyển dần sang nghiên cứu về các vấn đề di truyền. Năm 1909, Morgan quyết định chọn ruồi giấm làm đối tượng nghiên cứu vì ruồi giấm là loài dễ nuôi
sinh sản nhanh, dễ phân biệt được cái, và ông cũng chính là người đầu tiên sử dụng vừa giống vào việc nghiên cứu di truyền. Chúng ta vừa nghe xong phần tiểu sử của Morgan, và qua phần tiểu sử chúng ta biết rằng là đối tượng nghiên cứu của Morgan đó chính là ruồi giấm. Ruồi giấm có những cái đặc điểm và ưu điểm gì để Morgan sử dụng nghiên cứu? Các bạn quan sát trên màn hình cho cô. Ruồi giấm có các cái đặc điểm nhỏ, thân xám, trắng, mắt màu đỏ, thường bám vào các trái cây chín. Và có các cái ưu điểm đó là dễ nuôi trong ống nghiệm, đẻ nhiều, vòng đời ngắn, bắt đầu từ ruồi trưởng thành cho đến khi sinh trứng, tạo kén và quay về ruồi trưởng thành. Vòng đời rất là ngắn, từ 10 đến 14 ngày. Có nhiều biến dị để quan sát và số lượng nhiễm sắc thể ít, 2N bằng 8. Bây giờ chúng ta mô tả thí nghiệm của Morgan như sau. Lai hai dòng ruồi giấm thuần chủng, thân xám cánh dài và thân đen cánh cụt. F1 thu được toàn ruồi giấm thân xám cánh dài. Sau đó, ông thực hiện phép lai giữa ruồi đực thân xám cánh dài với ruồi cái thân đen cánh cụt. Và thu được ở thế hệ sau có tỷ lệ là một thân xám cánh dài và một thân đen cánh cụt. Bây giờ chúng ta đi vào phần nhận xét thí nghiệm của Morgan. Nhận xét thứ nhất là qua sơ đồ, em cho biết đâu là tính trạng trội. P thuần chủng về hai cặp tính trạng tương phản là xám dài lai với đen cụt. F1 thu được xám dài, vậy chứng tỏ rằng xám dài là tính trạng trội so với là thân đen cánh cụt. Phần nhận xét thứ hai, đây là phép lai hai cặp tính trạng, nhưng kết quả của phép lai lại là cho tỷ lệ 1:1 giống như là phép lai của một cặp tính trạng. Như vậy, thí nghiệm của Morgan có những cái đặc điểm như thế nào và khác với Mendel như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng nhau trả lời các câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất là tại sao phép lai giữa ruồi đực F1 với ruồi cái thân đen cánh cụt được gọi là phép lai phân tích? Chúng ta đã học về phép lai phân tích. Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội với cá thể mang tính trạng lặn. Và chúng ta vừa nhận xét ở phần trên là F1 có tính trạng trội, đó là xám dài, còn đen cụt là tính trạng lặn. Như vậy, đây là phép lai phân tích. Lai giữa cá thể mang kiểu hình trội là xám dài với cá thể mang kiểu hình lặn là đen cụt. Và Morgan tiến hành phép lai phân tích nhằm mục đích gì? Phép lai phân tích có các mục đích như sau. Thứ nhất, họ sử dụng phép lai này để kiểm tra độ thuần chủng của giống. Thứ hai là người ta sẽ tìm ra được kiểu gen của tính trạng trội. Do đó, mục đích của Morgan đó là xác định kiểu gen của ruồi đực xám dài. Vậy thì dựa vào sơ đồ lai, các bạn giải thích cho cô. Tỷ lệ kiểu hình 1:1, Morgan lại cho rằng các gen quy định tính trạng về màu sắc thân và dạng cánh lại cùng nằm trên một nhiễm sắc thể, hay còn gọi đây là liên kết gen. Bây giờ chúng ta quay lại quy luật phân ly độc lập của Mendel. P thuần chủng về hai cặp tính trạng vàng trơn lai với xanh nhăn. Vàng trơn có kiểu gen A lớn, B lớn, B lớn. Còn xanh nhăn có kiểu gen A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Khi giảm phân, vàng trơn cho giao tử
A lớn, B lớn. Còn xanh nhăn cho một loại giao tử A nhỏ, B nhỏ. F1 thu được vàng trơn có kiểu gen A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Sau đó cho F1 lai phân tích là vàng trơn lai với xanh nhăn. Vàng trơn có kiểu gen A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Còn xanh nhăn có kiểu gen A nhỏ, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Vàng trơn dị hợp về hai cặp gen, cho nên cho các loại giao tử A lớn, B lớn, A lớn, B nhỏ, A nhỏ, B lớn và A nhỏ, B nhỏ. Còn xanh nhăn đồng hợp về hai cặp gen, cho nên cho một loại giao tử A nhỏ, B nhỏ. Kết quả của phép Lai phân tích như sau. Về tỷ lệ kiểu gen, 1 A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ, 1 A lớn, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ, 1 A nhỏ, A nhỏ, B lớn, B nhỏ, và 1 A nhỏ, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Về tỷ lệ kiểu hình là 1 vàng trơn, 1 vàng nhăn, 1 xanh trơn và 1 xanh nhăn. Và theo quy luật phân ly độc lập của Mendel thì các tính trạng nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau và phân ly độc lập trong quá trình di truyền. Và vàng trơn dị hợp về hai cặp gen cho nên sẽ cho 4 loại giao tử. Còn vàng nhăn đồng hợp về hai cặp gen thì chỉ cho một loại giao tử. Sự kết hợp của 4 loại giao tử vàng trơn và một loại giao tử xanh nhăn sẽ cho tỷ lệ là 1, 1, 1, 1. Bây giờ chúng ta qua thí nghiệm của móc răng. T thuần chủng về hai cặp tính trạng, xám dài, lai với đen cột. F1, ông thu được xám dài. Sau đó, ông cho con đực F1 lai phân tích. F1 là xám dài, lai với con cái đen cột. Và kết quả của phép Lai phân tích là một xám dài và một đen cụt. Đây cũng là một phép Lai phân tích hai cặp tính trạng, nhưng kết quả lại thu được tỷ lệ là 1:1 khác với tỷ lệ của Mendel là 1:1:1:1, chứng tỏ rằng các tính trạng xám dài và đen cụt này không phân ly độc lập với nhau, mà chúng cùng nằm trên một nhiễm sắc thể và di truyền cùng với nhau. Mặt khác, đen cụt là tính trạng lặn, cho nên nó chỉ cho một giao tử. Vì vậy, xám dài sẽ cho hai loại giao tử khác nhau. Sự kết hợp của hai giao tử xám dài với một giao tử đen cụt sẽ cho tỷ lệ là một xám dài và một đen cụt. Vậy bây giờ chúng ta quay lại câu hỏi là dựa vào tỷ lệ kiểu hình 1:1, móc răng lại cho rằng các gen quy định tính trạng màu sắc thân và dạng cánh cùng nằm trên một nhiễm sắc thể, là vì ruồi cái đen cụt chỉ cho một loại giao tử, còn ruồi đực F1 cho hai loại giao tử. Do đó, các gen quy định màu sắc thân và hình dạng cánh hãy cùng nằm trên một nhiễm sắc thể và di truyền cùng với nhau. Bây giờ chúng ta sang phần tế bào học của móc găng. Ông quy ước gen như sau. B lớn là quy định thân xám, B nhỏ quy định thân đen, V lớn quy định cánh dài và V nhỏ quy định cánh cụt. P thuần chủng, xám dài. Vậy các tính trạng này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. Cái phần màu đỏ này chính là một nhiễm sắc thể nha các bạn. Và tính trạng thân xám, cánh dài
cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. Và người ta vẽ đại hình đại diện như thế này. Thân đen cánh cụt có kiểu gen là B nhỏ, V nhỏ trên B nhỏ, V nhỏ. Khi giảm phân, xám dài sẽ cho một giao tử là B lớn, V lớn, còn đen cụt sẽ cho một giao tử là B nhỏ, V nhỏ. F1 thu được là xám dài có kiểu gen là B lớn, V lớn trên B nhỏ, V nhỏ. Cho F1 lai phân tích là B lớn, B nhỏ, V nhỏ lai với ruồi cái đen cụt B nhỏ, V nhỏ trên B nhỏ, V nhỏ. Xám dài dị hợp về hai cặp gen cho nên sẽ cho hai loại giao tử là B lớn, V lớn, B nhỏ, V nhỏ. Còn đen cụt đồng hợp lặn về hai cặp gen thì cho một loại giao tử duy nhất, đó là B nhỏ, V nhỏ. Kết quả của phép lai phân tích là một B lớn, V trên B nhỏ, V nhỏ và một B nhỏ, V nhỏ trên B nhỏ, V nhỏ. Về kiểu hình là một xám dài và một đen cụt. Tuy nhiên, khi viết sơ đồ lai, chúng ta không thể nào là vẽ nhiễm sắc thể như thế này. Vậy cô sẽ hướng dẫn các bạn viết sơ đồ lai như sau. P thuần chủng, xám dài, có kiểu gen là B lớn, trên B lớn. Cái phần gạch ngang này, đó chính là nhiễm sắc thể. Tức là tính trạng xám dài cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. Tương tự như vậy, đen cụt có kiểu gen là B nhỏ, V nhỏ, trên B nhỏ, V nhỏ. Khi giảm phân, xám dài đồng hợp lặn về hai cặp gen thì cho một loại giao tử duy nhất, đó là B lớn, V lớn. Và các bạn nhớ viết gạch ngang ở phía dưới, đó chính là nhiễm sắc thể. Tương tự như vậy, đen cụt cũng cho một giao tử là B nhỏ, V nhỏ. F1 thu được kiểu gen là B lớn, trên B nhỏ, V nhỏ, có kiểu hình là xám dài. Cho F1 lai phân tích là con đực xám dài, B lớn, V lớn, trên B nhỏ, V nhỏ, lai với con cái đen cụt là B nhỏ, V nhỏ, trên B nhỏ, V nhỏ. Cách viết giao tử của xám dài như sau. Xám dài dị hợp về hai cặp gen cho nên sẽ cho hai loại giao tử là B lớn, V lớn và B nhỏ, V nhỏ. Còn đen cụt đồng hợp lặn về hai cặp gen cho nên cho một loại giao tử B nhỏ, V nhỏ. Kết quả của phép lai phân tích là B lớn, V lớn sẽ kết hợp với B nhỏ, V nhỏ tạo ra kiểu gen B lớn, V lớn trên B nhỏ, V nhỏ. Giao tử B nhỏ, V nhỏ kết hợp với giao tử B nhỏ, V nhỏ tạo ra kiểu gen là B nhỏ, V nhỏ trên B nhỏ, V nhỏ. Về kiểu hình là một xám dài và một đen cụt. Vậy thì hiện tượng di truyền liên kết là gì? Di truyền liên kết là trường hợp các gen quy định nhóm tính trạng nằm trên một nhiễm sắc thể cùng phân ly về giao tử và cùng tổ hợp qua quá trình thụ tinh. Vậy thì mục 1 lớn thí nghiệm của Mốc Găng cô kết luận lại kiến thức như sau. Về đối tượng nghiên cứu là ruồi giấm. Sơ đồ lai các bạn viết đơn giản cho cô. P thuần chủng,
xám dài, lai với đen cụt. F1 thu được 100% là xám dài. Lai phân tích ruồi đực F1 với ruồi cái đen cụt. F2 ông thu được 1 xám dài và 1 đen cụt. Về nhận xét thí nghiệm, lai hai cặp tính trạng nhưng kết quả giống như lai một cặp tính trạng. Kết luận, hai cặp tính trạng trên luôn di chuyển cùng nhau gọi là di chuyển liên kết. Vậy, di chuyển liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di chuyển cùng nhau, được quy định bởi các gen cùng nằm trên nhiễm sắc thể và cùng phân ly trong quá trình phân bào. Vậy thì di chuyển liên kết có những ý nghĩa gì? Chúng ta sang mục 2, ý nghĩa của di chuyển liên kết. Cô có một câu hỏi đặt ra như sau. Ở ruồi giấm thì có khoảng 4.000 gen, nhưng số lượng nhiễm sắc thể thì có 2N bằng 8. Còn ở con người thì có khoảng 33.000 gen và số lượng nhiễm sắc thể là 2N bằng 46. Vậy thì sự phân bố gen trên mỗi nhiễm sắc thể sẽ như thế nào? Chúng ta biết rằng là số lượng gen rất là nhiều, nhưng số lượng nhiễm sắc thể lại là ít. Bởi vậy, mỗi nhiễm sắc thể phải mang nhiều gen và các gen phân bố dọc theo chiều dài của nhiễm sắc thể vào tạo ra các nhóm gen liên kết. Số nhóm gen liên kết được tính như thế nào? Số nhóm gen liên kết của một loài thường bằng số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội của loài. Ví dụ, ở ruồi giấm 2N bằng 8 sẽ có 4 nhóm gen liên kết. Và di chuyển liên kết có ý nghĩa gì? Bây giờ chúng ta quay lại quy luật phân ly độc lập. Ngoài kiểu hình vàng trơn và xanh nhăn giống như kiểu hình của bố và mẹ, còn xuất hiện hai loại kiểu hình là vàng nhăn và xanh trơn. Vậy hai kiểu hình vàng nhăn và xanh trơn này người ta gọi là biến dị tổ hợp. Còn ở quy luật di chuyển liên kết, kết quả của phép lai phân tích thu được một xám dài và một đen cụt. Và hai kiểu hình này giống như kiểu hình của bố và mẹ. Vậy cô kết luận ra một điều nữa. Đó là đối với di chuyển liên kết sẽ hạn chế được sự xuất hiện các biến dị tổ hợp. Từ đó sẽ đảm bảo sự di chuyển bền vững của từng nhóm tính trạng được quy định bởi các gen nằm trên một nhiễm sắc thể. Và trong chọn giống, người ta có thể chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn được di chuyển cùng với nhau. Cô lấy ví dụ, ở lúa, người ta sẽ gộp các tính trạng tốt của nó như là năng suất cao, chống chịu bệnh tốt thì vào cùng một giống. Vậy, ý nghĩa của di chuyển liên kết cô sẽ kết luận như sau. Di chuyển liên kết hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp. Thứ hai, giúp người ta chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn di chuyển cùng nhau. Bây giờ cô sẽ tóm lại về phần kiến thức của di chuyển liên kết. Bây giờ cô và các bạn cùng nhau làm một số bài tập như sau. Câu thứ nhất, ở người có bộ nhiễm sắc thể là 2N bằng 46
Vậy số nhóm gen liên kết ở người là bao nhiêu? Lúc nãy cô vừa hướng dẫn các bạn tính số nhóm gen liên kết. Số nhóm gen liên kết chính bằng số lượng nhiễm sắc thể đơn bội của loài. Vậy thì ở người có 2N bằng 46, bộ nhiễm sắc thể đơn bội là N bằng 23. Vậy số nhóm gen liên kết là 23. Câu 2. Tỷ lệ kiểu hình thu được khi lai phân tích cá thể dị hợp hai cặp gen có hiện tượng di truyền liên kết là bao nhiêu? Câu A. Tỷ lệ 1:1. Câu B. Tỷ lệ 1:1:1:1. Câu C. Tỷ lệ là 3:1. Tỷ lệ kiểu hình thu được khi lai phân tích ở cá thể dị hợp trong di truyền liên kết đó chính là 1:1. Đáp án là câu A. Câu 3. Hiện tượng di truyền liên kết là do A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. B. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên cùng một nhiễm sắc thể. C. Các gen phân ly độc lập trong giảm phân. D. Các gen tổ hợp tự do trong giảm phân. Hiện tượng di truyền liên kết đó chính là do các cặp gen quy định các cặp tính trạng cùng nằm trên một nhiễm sắc thể nha các bạn. Vậy đáp án đúng đó chính là đáp án B. Câu 4. Xác định loại giao tử của kiểu gen sau. A lớn B nhỏ trên A nhỏ B lớn. Đây là kiểu gen của di truyền liên kết và dị hợp về hai cặp gen, cho nên nó sẽ cho hai loại giao tử, đó là A lớn B nhỏ và A nhỏ B lớn. Vậy đáp án đúng đó chính là đáp án B. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn về nhà cho các bạn học bài. Các bạn nhớ viết bài và chụp lại bài cho cô. Và các bạn nhớ làm bài link củng cố và đọc trước bài ADN. Bài học hôm nay đến đây là tạm dừng. Thân ái chào các em.